Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 71. Chương 701. Con đường chết chóc 2. Cùng lúc đó, ở chỗ mà Lục Tân nhắm đến, trên mặt người phụ nữ tóc đỏ kia lại đang lộ ra một nụ cười thở ơ. Đôi tay của cô ta nâng hộp nhạc lên, giọng nói mềm nhẹ, trực tiếp xông tới. Anh ta là muốn chui đầu vô lưới à? Ngay khi cô ta nói ra những lời này, xung quanh chàng vực mơ hồ xuất hiện sự thay đổi nào đó. Vô số đóa hoa chết chóc sôi nổi di chuyển đến giữa cô ta và Lục Tân, rậm rạp như là một con đường chết chóc. Phạch, hai chân đạp một cái, Lục Tân lại vọt về phía khu rừng người chết một lần nữa, đôi mắt đã trở nên hơi phiếm hồng. Này cũng giống như lúc anh lao về phía khu rừng người chết lần đầu tiên kia. Chỉ là lúc này đây, so với lần đó, rõ ràng là càng nguy hiểm hơn. Lần đầu tiên xông lên là lúc hoa chết chóc mới vừa bắt đầu nở rộ, nhưng ở thời điểm này, nó đã nở rộ rất nhiều. Lực lượng tinh thần phức tạp đan chéo xung quanh hình thành từng dòng nước lũ, từng đóa hoa chết chóc nở rộ ngay ở trước người Lục Tân. Nhưng lúc này đây, một chút ý định tránh né Lục Tân cũng không có, anh trực tiếp lao về phía trước. Ong! Đón lấy thân ảnh của Lục Tân, một đóa hoa chết chóc nở rộ, lực lượng tinh thần mạnh mẽ nở rộ ra. Thân hình của Lục Tân như là vọt vào bên trong một đoàn keo dính trong suốt. Động tác của anh trở nên trì trệ, thân ảnh anh trở nên mơ hồ. Lực lượng trùng kích vô cùng mạnh mẽ, khiến cho anh gần như bị bắn ngược lại, như là đứng ở hạ nguồn của sông lớn đang bị vỡ đê. Nhưng là lúc này đây, anh lại không thuận thế lùi về phía sau, mà là hoàn toàn giao quyền khống chế thân thể của mình cho em gái, cái gì cũng mặc kệ. Cơ bắp trên mặt anh lập tức bắt đầu trở nên vặn vẹo, nụ cười của anh trông giống như một đứa trẻ hư. Ở trong dòng khí hỗn loạn lại có lực đánh vào mạnh mẽ kia, thân thể anh lập tức xuất hiện đủ loại vặn vẹo không phù hợp với lẽ thường. Dùng hết mọi khả năng né tránh sức mạnh đang đánh đến trước người, sau đó hai chân dẫm trên mặt đất, bắn người lên, ngoan cường đánh về phía trước bên trong trùng kích tinh thần. Phạch, cỗ lực lượng tinh thần đang lao đến kia, bị sự xông vào của anh đánh ra một chỗ chân không rõ ràng. Cùng lúc đó, tiếng ca bay lại đây từ bốn phương tám hướng kia, cũng xuất hiện một chút ngưng trệ, âm thanh lúc đứt quãng lúc rõ ràng. Phía trên khu rừng người chết rừng, biểu tình của người phụ nữ tóc đỏ trở nên hơi ngưng trọng. Ông, cũng ngay thời điểm này, Lục Tân đã vọt đến trước mặt bông hoa chết chóc thứ hai. Tinh thần trùng kích to lớn lần thứ hai ập tới. Hơn nữa, bởi vì tốc độ quá nhanh, gần như là trước sau đan xen với đóa hoa đầu tiên, cùng hình thành một làn sóng trùng kích. Xương cốt trong thân thể Lục Tân lạch cạch vang lên, vặn vẹo như là bánh quai trèo vậy. Trên người anh như là xuất hiện bóng chồng. Mỗi một bước bước ra, chỗ bùn đất anh đụng vào mặt đất đều hình thành hình dạng của một dòng xoáy, không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, như là vằn nước vậy. Biểu tình của Lục Tân càng vui vẻ hơn, thân thể anh càng lúc càng vặn vẹo, nhưng loại vặn vẹo này không diễn ra trong vô ý thức, mà là không ngừng dựa vào các đòn tinh thần trùng kích xung quanh để thay đổi hình dạng của các bộ phận trên cơ thể, dùng để hòa hoãn lại những bộ phận bị trúng đòn. Không chỉ có như thế, đôi tay của Lục Tân còn duỗi ra hai bên. Chỗ mà đầu ngón tay anh chạm đến, không khí đều biến thành dạng gợn sóng, từng vòng khóa lại không gian xung quanh thân thể anh. Vậy mà anh có thể vặn vẹo tinh thần phóng xạ ở mức độ nhất định, khiến cho loại tinh thần phóng xạ này giúp anh tăng tốc độ. Ong ong ong, tiếng hoa chết chóc liên tục không ngừng bị nghiền nát vang lên. Lục Tân xuyên qua từng đóa hoa màu trắng kia, tốc độ nhanh như là xuyên qua một loạt viên đạn dưa hấu. Trên người anh cũng đã xuất hiện từng miệng vết thương. Dù sao thì vặn vẹo thân thể cũng không có cách nào thật sự hoàn toàn tránh thoát thương tổn từ những đòn tinh thần trùng kích kia. Đã có lượng lớn da thịt bị cắt ra, máu tươi chảy xuống đầm đìa. Thế nhưng, trên mặt anh lại hoàn toàn không có vẻ thống khổ do đau đớn mang đến. Biểu tình vặn vẹo dưới sự chiếu xuống của ánh đèn xung quanh, với khóe miệng gần như muốn nhếch lên đến tận lỗ tai, trông có vẻ vô cùng hưng phấn. Mặt đất xung quanh đang run rẩy, có tiếng nổ mơ hồ không ngừng vang lên trong không khí. Mỗi một đóa hoa chết chóc đều chứa từ 2 vạn đến 3 vạn lượng cấp tinh thần,
tựa như lúc trước Lục Tân giải quyết quả bom tinh thần bị đám người Tần Nhiên thả xuống khi tập kích thanh cảng kia vậy. Số lực lượng của 2 vạn đến 3 vạn lượng cấp tinh thần khi bị tiêu diệt ấy, đáng sợ dị thường. Mà hiện giờ, lại giống như một loạt bom liên tiếp đồng thời nổ tung. Đây là quái vật gì vậy? Bên trong khu rừng người chết, sắc mặt người phụ nữ tóc đỏ đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Làn da của cô ta đã trở nên tái nhợt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi, máu mũi cũng ào ào chảy ra. Mà từ hộp nhạc cô ta nâng trên hai tay, giọng ca của người phụ nữ kia cũng trở nên càng ngày càng chậm chạp, tiếng ca đã trở nên thô ráp lại khàn khàn. Giọng ca vốn tinh tế mềm mại cũng trở nên thô bạo kéo dài, như là do lượng điện tùy thân sắp hao hết nên liều mạng chuyển động. Hai mắt cô ta mở to, nhìn Lục Tân nhanh chóng vọt tới, biểu tình giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Ai? Một bàn tay mọc đầy nếp nhăn và đốm đen vươn ra, nhẹ nhàng ấn lên đầu vai của cô ta. Một ông lão có một mái tóc trắng nhợt chậm rãi ngồi quỳ bên cạnh người phụ nữ, đặt một cái hòm màu bạc ở trước mặt chính mình. Nhẹ nhàng mở ra dương cái, thứ anh nhìn thấy đầu tiên trong dương lại là một loạt cái đinh màu bạc được xếp thẳng hàng, lại có một loạt đao nhỏ sắc bén. Ba cái cưa có kích cỡ khác nhau, một cái kìm, thậm chí còn có mấy cái chai màu sắc bất đồng mà bên trong không biết là cái thứ chất lỏng gì. Người phụ nữ tóc đỏ gian nan quay người qua, như là có chút cầu cứu mà nhìn ông lão. Nếu lúc ban đầu cô ta còn không hiểu vì sao ông lão này không tin tưởng mình, nhất định quyết ý muốn lưu lại, thì tới lúc này, đối mặt con quái vật kia, cô ta phát hiện ra mình sai lầm kinh khủng. Bây giờ, cô ta chỉ đành giao hết hy vọng đến trên người của ông lão kia. Khụ khụ, ông lão kia nhẹ giọng khụ một chút, nhìn thoáng qua Lục Tân đang lao thẳng đến, chậm rãi thu hồi lại ánh mắt. Sau đó, ông ta cầm lên một cái đinh bạc thon dài, độ dài khoảng chừng 20cm. Sau khi từ từ thở ra, sắc mặt ông ta bỗng nhiên trở nên hung ác, dùng sức đâm vào bàn chân của chính mình. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 702. Một cơ hội tốt để học tập 1. Lúc này Lục Tân đã đánh gãy liên tiếp 4-5 đóa hoa chết chóc, trên người đầy rẫy những vết sẹo. Nhưng anh lại không hề cảnh giác chút nào, cứ như thể những vết sẹo ấy hoàn toàn không phải xuất hiện trên cơ thể anh. Trên mặt anh chỉ có vẻ phấn khích, anh sải bước đi nhanh về phía trước. Một loạt động tác thô bạo đập mạnh vào cây óc chó, và sau khi đập hư 3 cây búa liên tiếp thì lối thoát hạt nhân cuối cùng cũng xuất hiện những vết nứt. Hì hì, em gái anh có vẻ rất vui, hai mắt sáng lên và nụ cười rất thích thú. He he he, cha anh cũng đang cười, và có vẻ như ông đặc biệt hài lòng với cảm giác hủy diệt này vì không ai có thể ngăn cản ông. Chỉ có mẹ anh như là có chút gì đó bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Sắp thành công rồi. Lục Tân cách rừng cây tử đằng không tới 10 mét, chắn trước mặt anh chỉ có 2 đóa hoa chết chóc. Lúc này anh cũng có chút hưng phấn, chuẩn bị đi lao vào khu rừng của người chết và tìm thấy được người kia. Nhưng anh không ngờ rằng sau khi đạp một chân xuống thì tay chân anh bỗng run rẩy lên không thể giải thích được. Một cơn đau xuyên thấu đột ngột xuất hiện, cảm giác như là anh đã giẫm phải một chiếc đinh vậy. Cơn đau đột ngột này khiến cho Lục Tân phải từ dưới đất bật dậy, lật người lên cao rồi đứng bằng một chân trên mặt đất. Từ trên nhìn xuống, anh thấy lòng bàn chân vẫn tròn trịa bình thường, không hề có vết thương nào cả. Trong một khoảnh khắc Lục Tân rất ngạc nhiên, xung quanh lại càng có thêm nhiều đóa hoa chết chóc tiến lại gần, những cánh hoa mảnh mai đang nối đuôi nhau hướng về phía Lục Tân. Là ảo giác sao? Lục Tân có chút kinh ngạc, vừa suy nghĩ vừa xoay người tránh được công kích của một đóa hoa chết chóc đang định đánh úp bất ngờ. Thuận theo đó bước lên con dốc cao bên cạnh, phải dùng hết sức lực đạp một bước, sẵn sàng để lao vào khu rừng chết chóc trước mặt một lần nữa. Sâu bên trong rừng cây chết chóc, lão nhân nhìn xuống lòng bàn chân bị đinh bạc xuyên thẳng qua, vẻ mặt không có chút thay đổi. Động tác của ông ta vẫn đàn thong thả lựa chọn, sau đó cầm lấy một cái cuốc chim nhọn. Ông ta thay đổi một tư thế thoải mái hơn, sau đó từ từ đưa nó vào miệng. Lục Tân lao vào trong khu rừng chết chóc với tốc độ và một cỗ khí thế kinh người. Anh không thể giảm tốc độ,
bởi vì ngay khi anh ta giảm tốc độ, sẽ có rất nhiều đóa hoa chết chóc nở rộ xung quanh anh, và mọi thứ mà anh vừa làm sẽ trở nên vô ích hết. Nhưng vừa rồi, cơn đau đột ngột ở lòng bàn chân trái khiến cho anh di chuyển có hơi chậm chạp. Trong nháy mắt, càng nhiều đóa hoa chết chóc bay tới trước mặt anh. Nhưng nếu chỉ là vài bông hoa này thôi thì anh vẫn còn cơ hội. Anh nghiến chặt răng, xông thẳng về phía trước. Nhưng đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng ong ong, răng hàm dưới bên trái đột nhiên đau một cách dữ dội. Cơn đau này khiến cho anh bị phân tâm, bụng dưới của anh cũng lập tức đau quặn lại. Đúng là có sự khác biệt rất lớn với những lần có sự hợp tác của em gái. Vù vù, chừng 3-4 cánh hoa hình người mảnh mai xuất hiện trước mặt Lục Tân. Những thể tinh thần hình người này bắt đầu đau đớn và không một tiếng động há miệng ra, ngậm lấy vai trái, ngực phải, eo và đùi của anh. Dưới sự đụng chạm lạnh lẽo này, có vô số cảm xúc kỳ lạ ùa về trong tâm trí của Lục Tân. Anh bàng hoàng cảm thấy xúc động lẫn lộn với nhau. Anh dựa vào chút khống chế cuối cùng của cơ thể, nhanh chóng lùi lại về phía sau, thoát khỏi những cánh hoa hình người đang cố gắng vọt tới trước mặt anh. Anh sao vậy? Em gái xoay người treo trên một sợi dây, cúi đầu nhìn thấy Lục Tân thì có chút kinh ngạc. Anh bị đau răng. Lục Tân lấy tay che mặt trái rồi khoát tay áo, phải nghỉ ngơi một chút. Sao anh lại bị đau răng? Cô em gái anh khoanh tay tức giận, lúc anh ăn cua còn gặm mai nó mà. Răng anh có bị gì đâu, đây là lúc nói những chuyện này sao? Lục Tân che mặt, rất muốn biết loại đau đớn này có phải là thật hay không. Nhưng càng nghĩ lại thì càng cảm thấy chân thật. Nỗi đau này giống như một hạt giống đang bén rễ và đâm chồi nảy lộc. Trong một thời gian ngắn, nó đã lan đến cổ họng, hai bên má và thậm chí cả trán. Xoạt xoạt. Những bông đóa hoa chết chóc ở phía trước đang cố gắng tiếp cận, những cánh hoa trắng nõn không ngừng nảy lên như những chiếc xúc tu. Vốn là định lao về phía cánh hoa hình người kia, nhưng mà Lục Tân lúc này đang buồn bực nên phải nhanh chóng rút lui. Tâm trạng của anh đang trở nên ngạc nhiên và nghi ngờ. Nguyên nhân của cái cơn đau đột ngột này là gì mới được chứ? Rõ ràng là không có vết thương ở chân, sờ soạng bên ngoài một chút, răng cũng rất nguyên vẹn, nhưng bỗng dưng lại có một cơn đau dữ dội. Cơn đau dữ dội này khiến cho anh thậm chí không thể tập trung nổi. Đã đến lúc kết thúc rồi. Trong khu rừng chết chóc đó, có một ông lão tóc xanh xao miệng đã bê bết máu, nhưng vẻ mặt ông ta lại bình tĩnh đến lạ thường. Ông ta gật đầu về phía người phụ nữ tóc đỏ phía dưới, sau đó ánh mắt quét qua chiếc hộp và cuối cùng dừng lại ở những các chai. Ông ta đưa tay ra một cách chậm rãi và nhấc. Một chai có chất lỏng trong suốt lên, trên chai có một nhãn có dòng chữ H2SO4 trên đó. Hít một hơi thật sâu, ông ta tháo nắp chai ra và đổ trực tiếp chất lỏng kia vào miệng, còn bặm bặm môi nữa. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 703, Một Cơ Hội Tốt Để Học Tập 2. Lục Tân dường như là xuất hiện từ trong những bông hoa. Những cơn đau ở gan bàn chân và những chiếc răng khiến cho anh cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua tâm trí và anh không thể nào tập trung được. Ở bên cạnh anh, càng ngày có càng nhiều linh hồn nhàn nhạt đang dung hợp những đóa hoa, nhẹ nhàng bay qua bay lại, giống như những hạt bông bồ công anh to lớn. Từng cánh một che phủ lấy bầu trời, mỗi một bông hoa là sự ngưng tụ từ những hận thù và đau đớn, khiến tất cả trở thành một trong số họ. Khi Lục Tân không thể phối hợp tình huống nữa, em gái anh đã muốn kéo thân thể anh xuống. Tốc độ của hai người đang giảm xuống đáng kể, từng chút một. Cả hai bị bao quanh bởi những bông hoa nhạt màu. Loại đóa hoa chết chóc nhạt màu này, hoặc có thể nói là một con quái vật tinh thần, lực công kích của nó cũng không phải là quá mạnh mẽ. Xét cho cùng, mặc dù chúng có lượng cấp tinh thần đáng sợ, nhưng mà chúng được cấu tạo từ ý thức của vô số người khác nhau. Giống như một nhóm binh lính bị phân tán, không thể tập trung trí lực để cùng nhau khởi động tấn công được. Nhưng điều đáng sợ ở bọn chúng lại là sự ô nhiễm của nỗi đau và nỗi buồn. Đồng thời, trong nỗi đau và nỗi buồn này, có một cái chết huy hoàng nữa. Không có lúc nào là không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nếu chỉ là có một đóa thôi thì Lục Tân sẽ ít bị ảnh hưởng hơn.
Nhưng nếu như hoàn toàn bị bao quanh bởi những bông đóa hoa chết chóc và nhận lấy những sự ô nhiễm đan xen đó thì sẽ bị cú sốc tinh thần vô cùng mạnh mẽ hoặc sẽ vô cùng đáng sợ. Hừng, cha của anh đã xuất hiện bên trong bóng đen. Ông liếc nhìn Lục Tân đang run chân, tay thì che lấy mặt, còn em gái thì đang ra sức kéo anh, lộ ra biểu cảm không vui vẻ lắm. Ông lạnh lùng hừ một tiếng, những bóng đen tự động phân tán, lao về phía xung quanh như những cơn thủy triều đen. Lúc này, lửa giận của ông vẫn không suy giảm. Ông thực sự định trực tiếp tiêu diệt những bông đóa hoa chết chóc đang định lao tới trước mặt. Nhưng mà, khi bóng đen đó lao ra xung quanh, vốn Lục Tân đã bị giày vò bởi những cơn đau đột nhiên trước đó bỗng dưng kêu lên một tiếng như bị bóp nghẹt. Sắc mặt anh bỗng trở nên trắng bệch và những giọt mồ hôi lớn chảy ra từ trán. Cơ thể anh mềm đi, anh ngồi xổm trên mặt đất. Cú sốc tinh thần mạnh như vậy khiến cho cha anh cũng bị ảnh hưởng. Khi bóng bị một lực vô hình nào đó trói buộc, nó đột nhiên trở nên phân tán và mỏng manh. Thay vào đó, những dao động sức mạnh tinh thần tỏa ra từ những bông đóa hoa chết chóc đã bắt đầu áp sát lại. Bên cạnh Lục Tân, con làm sao vậy? Cha anh trở nên vô cùng hỗn loạn, đôi mắt đỏ như máu hung hăng nhìn chằm chằm về phía Lục Tân. Lục Tân thậm chí còn không trả lời được, chỉ cảm thấy bụng đau như bị thiêu đốt. Anh không thể diễn tả được loại nỗi đau này bằng lời nói. Nó giống như là ruột anh đang bị cắt ra từng mảnh vậy, giống như dây thần kinh đang bị lửa thiêu đốt đến từng cm, toàn bộ cơ thể đều mất đi sức lực. Nếu không phải do anh bình thường cũng khá là giặt rẻ thì hiện tại có khi đã ôm bụng, ngã xuống đất và lăn lộn trong đau đớn rồi. Em gái anh nhìn Lục Tân đáng thương và nói, anh ấy hình như đang bị đau bụng. Cha anh lại tiếp tục giận dữ, con không thể chịu đựng một chút sao? Xong việc rồi tìm nhà vệ sinh sau. Lục Tân không có sức lực nhấc tay lên, người hơi cúi xuống. Anh không thể nào giải thích cho em gái và cha anh được. Loại đau này không phải là loại đau mà có thể giải quyết bằng cách vào nhà vệ sinh giải quyết. Loại đau này là kiểu mà mỗi một giây nó sẽ lại thiêu đốt chính thần kinh của mình, làm cho người khác tay chân run rẩy, não dường như là bị biến cho thành trống rỗng. Cơ thể dễ bị tổn thương hơn bản thân nghĩ nhiều. Khi người khác không cảm thấy đau, người đó sẽ không bao giờ hình dung được cảm giác đau là như thế nào. Lục Tân thậm chí còn cảm thấy đau đớn sau cái chết của lợn, cừu, gia súc. Ruột giả nướng, ruột giả chiên, những món ăn này sau này chắc là không bao giờ ăn lại được nữa. Ở phía xa, trong khu rừng chết chóc, có ông lão tóc bạc phơ. Bên trong mũi và miệng ông lão đang từ từ toát ra một mùi khét lẹt. Đồng tử của ông lão hiện lên một màu xanh lục biến dị. Làn da tái nhợt bất thường, có cảm giác như người không khỏe đến cực hạn vậy, sắp cận kề cái chết. Cơ thể ông lão lúc này đang run rẩy không ngừng, bụng đã ướt đẫm hết rồi. Không biết từ trong bụng ông lão đó đang chảy ra chất lỏng gì mà thật sự thiêu đốt chiếc áo choàng đỏ của ông lão thành nhăn nhúm. Từng dấu vết trên cơ thể của ông lão đều đang run rẩy không ngừng, nhìn qua giống như là đau đớn nặng như vậy có thể sẽ tiêu diệt ông lão bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu sao ông lão đó vẫn có thể tỉnh táo được, thần trạch đại kỵ sĩ. Người phụ nữ có mái tóc đỏ chỉ nhìn ông lão như thế này thôi đã cảm thấy lạnh sống lưng, run rẩy hỏi, mỗi lần sử dụng năng lực của mình, ông có chịu đựng được những điều này không? Chính vì tôi đã quen với việc chịu đựng điều này cho nên tôi tin rằng chỉ có sự thật mới có thể chỉ dẫn tôi mà thôi. Người phụ nữ có mái tóc đỏ nuốt nước bọt và nhìn về phía chính giữa của khu rừng chết chóc, nơi mà lúc này đang đặt nhà máy. Chỉ thấy lúc này mặc dù Lục Tân đã trở nên mềm lòng, yếu hơn nhưng anh vẫn đang chạy không ngừng. Chỉ là động tác của anh đã không còn được linh hoạt như trước. Nghiêng người loạn choạng, thất tha thất thiểu, giống như là bị người khác kéo đi vậy. Có cảm giác như đang bị mất kiềm. Soát, lực lượng xung kích tinh thần mạnh mẽ xung quanh anh mặc dù đã tiêu tán đi, nhưng dường như vẫn đang cố gắng hết sức để có thể tập hợp lại. Nó thậm chí còn khiến cô ta cảm thấy kinh hãi, còn quái vật đó được làm bằng sắt sao? Đau đớn như vậy mà vẫn không thể chấm dứt được ý thức của anh sao? Cô ta thậm chí cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng vẫn thấp giọng nói, anh ta vẫn còn đang dãy giụa. Thật sao? Mí mắt của ông lão già tóc nhạt màu cũng có vẻ hơi run lên, giọng nói khàn khàn lạ thường. Ông lão đưa tay ra, tựa hồ như đang muốn lấy cái gì đó từ trong hộp, nhưng ngay cả ông ta cũng do dự một lúc,
sau đó lại chậm rãi thu bàn tay lại. Nhẹ giọng nói, nếu ngay cả loại đau này cũng không đủ, vậy tôi tính sẽ định cho anh ta một loại đau đớn mà trước đây chưa trải qua. Người phụ nữ có mái tóc đỏ hơi sững sờ một chút. Cái gì? Ông lão tóc bạc trắng nói, người đã trải qua loại đau đớn này 2 lần rồi. Người phụ nữ có mái tóc đỏ nghe vậy thì lập tức có phản ứng, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Ngoài vẻ xanh xao, còn có thêm cả cảm giác hưng phấn mờ nhạt. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 704, một cơ hội tốt để học tập 3. Đã chơi đủ chưa vậy? Khi Lục Tân cảm thấy đau đớn vô hạn không thể tả được mà gần như gục ngã thì những bông đóa hoa chết chóc trong khu rừng chết chóc xung quanh cũng đã sắp cạn kiệt rồi. Sau đó những cánh hoa nhỏ xíu từ sâu trong rừng lại bắt đầu tràn ra, tựa như những sợi dây leo màu trắng. Gần như bao phủ toàn bộ bầu trời, những sợi dây leo có hình dáng thon dài vô tận cùng với những cái miệng đầy tiếng kêu. Nhưng mà chính lúc này, thân thể của Lục Tân gần như đã khó có thể chống đỡ được nữa rồi. Dù rất đau nhưng anh vẫn cố gắng hết sức, phối hợp với em gái và miễn cưỡng cũng né tránh được. Nhưng đột nhiên, anh lại cảm thấy một loại đau đớn mới. Đôi mắt anh bỗng dưng cụp xuống. Anh cảm thấy được một loại cảm giác đau đớn khó tả đang lăn từ bụng dưới xuống như thủy triều. Nó chất đống ở đó, hơn nữa nó cứ phồng lên, kéo dài cả người ra như một cái đĩa mài. Đầu đau như búa bổ, tê mỏi chân tay. Lục Tân đang nghĩ xem nỗi đau này là như thế nào, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm. Khi đến thời điểm này, anh thậm chí còn muốn từ bỏ, cho dù kết quả như thế nào cũng được, vì loại đau đớn này không thể chịu đựng nổi. Lại làm sao vậy chứ? Ánh mắt của cha anh có chút thẳng thừng, ông tức giận nhìn Lục Tân, đã lâu như vậy rồi mà còn chưa quen sao? Em gái anh ở bên cạnh đang ra sức dắt theo Lục Tân cũng quay đầu lại nhìn anh. Sau đó nói, hình như lại có nỗi đau mới. Cha anh nói, loại đau đớn gì, có vẻ hình như còn nghiêm trọng hơn vừa rồi. Em gái anh cau mày nhìn Lục Tân, trông em gái anh có vẻ hơi buồn rầu, nhưng cô lại không thể nghĩ ra nó là gì. Mẹ anh cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, bà nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, từ từ, chậm rãi, hai mắt của bà mở to hơn. Đột nhiên đúng lúc này, bà che miệng và cười, như thể rất hạnh phúc, vui vẻ. Thật xin lỗi, chủ yếu là mẹ không nghĩ rằng loại năng lực này khá kỳ quái như vậy. Em gái anh và cha anh, bao gồm cả người đã bị hành hạ bởi đau đớn và lúc này là Lục Tân nữa, tất cả đều phẫn nộ nhìn sang phía bà. Mấy người họ đều không hiểu rõ lắm, chính xác thì nỗi đau này là gì. Cùng lúc đó, vô số bông đóa hoa chết chóc xung quanh rốt cục cũng tụ tập lại quanh người Lục Tân, từng cái một xếp bên cạnh nhau. Những chiếc xúc tu mảnh mai phía trên bắt đầu chậm rãi vươn ra, từng cái tinh thần thể nhàn nhạt bắt đầu mở miệng ra. À, bọn họ đột nhiên nhận thấy có rất nhiều tiếng hét thảm thiết truyền đến, từ 4 phương 8 hướng, tất cả đều hướng về phía Lục Tân. Trong tích tắc, cứ như là có vô số kim thép đâm vào tâm trí anh vậy. Vào lúc này, nỗi đau của Lục Tín đã lên tới mức độ cực mạnh trong lịch sử. Chao ôi! Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng thở dài vang lên, động tác của mẹ anh nhẹ nhàng xuất hiện ra ở phía trước người Lục Tân. Những cánh hoa nhàn nhạt đang từ trên trời rơi xuống đều bị bà chặn lại hết. Rõ ràng dáng người của bà là dáng người thuộc loại mảnh mai nhỏ nhắn, nhưng khi mà bà đứng ở nơi đó, xung quanh đó đều không hề có một chút lực lượng tinh thần nào có thể xâm nhập trong phạm vi 1 mét quanh người Lục Tân, ánh sáng phản xạ đến xung quanh dường như cũng dịu đi rất nhiều. Cũng chính vào lúc này, tất cả cảm giác đau đớn trên người Lục Tân cũng lập tức biến mất. Nỗi đau đến quá đột ngột và cũng biến mất quá nhanh, thậm chí điều đó còn khiến cho Lục Tân cảm thấy nỗi đau vừa rồi chỉ là ảo giác. Hừ! Lục Tân thở ra một hơi dài nhất từ trước đến nay, sau đó ngẩng đầu lên một cách mạnh mẽ, nhưng mà trong lòng vẫn sợ hãi, hỏi, đây là loại năng lực gì vậy? Có rất nhiều chuyện có thể mang đến tai họa và nỗi đau cho con người. Mẹ anh mỉm cười rồi nói, ví dụ như những điều viển vông không có thật vậy, những cơn đau đột ngột, những cảm xúc không thể kiểm soát và những lời nguyền rủa đến từ bóng tối, về phần những gì con cảm thấy. Bà dừng lại và nhẹ nhàng nói,
đó chỉ là những gì người bình thường thường xuyên cảm thấy thôi. Đau ốm sao? Lục Tân đột nhiên hiểu ra, đây là năng lực có thể làm cho người ta cảm nhận được đau đớn sao? Mẹ anh nhẹ nhàng gật đầu, cười cười, khen anh, đầu óc bây giờ của con so với trước kia minh mẫn hơn nhiều. Vậy thì cái này. Lục Tân cố hết sức không để lộ ra nó, nhưng vẫn hơi giận dỗi than nhẹ một tiếng, giá như vừa rồi mẹ giúp con. Nếu như mẹ giúp con, trận chiến có lẽ đã được giải quyết xong rồi phải không? Ầm ầm. Mẹ anh mở to mắt ra nhìn anh nói, con lớn như vậy rồi, mà còn muốn mẹ gánh đau cho con nữa à? Hơn nữa, loại cảm giác này đối với con mà. Nói thì không phải là chơi rất vui sao? Lục Tân nghe vậy thì không biết nên nói gì nữa, hiển nhiên là lời cuối cùng của mẹ không phải như vậy. Nhưng những gì mà mẹ anh nói thì đúng là không thể bác bỏ được. Đồng thời anh cũng băn khoăn không biết có phải vì vừa rồi anh lỡ mắng mẹ nên bà mới nhân cơ hội này để trả thù anh hay không. Vừa rồi anh nghĩ rằng bà ấy không bị ảnh hưởng bởi thể loại âm nhạc đó, nhưng bây giờ anh thấy hình như bà cũng bị ảnh hưởng, phải không nhỉ? Không đúng, bà thực sự không có bị ảnh hưởng, bà vốn dĩ đã có tính tình như vậy rồi. Thực ra, con không cần phải vội vàng chạy trốn như vậy. Khi Lục Tân đang vô cùng ai oán, mẹ anh bỗng cười, đây không phải là cơ hội tốt để cho con tìm hiểu chính mình sao? Lần họp gia đình trước đây, chính con đã đồng ý với cả nhà chúng ta rồi mà. Lục Tân hơi sững sờ, và anh cũng hiểu được ý của mẹ mình rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cùng lúc đó, bên trong khu rừng chết chóc đó, có một ông lão tóc xanh và một người phụ nữ tóc đỏ đang chuẩn bị sử dụng năng lực của mình để quét sạch Lục Tân. Nhưng đột nhiên bọn họ phát hiện ra vị trí của nhà máy dường như đang có một sự thay đổi mà họ không ngờ tới. Các đòn tấn công của họ đều có căn cứ vững chắc, nhưng đột nhiên, mọi chuyển động ở bên dưới đều bị biến mất. Anh ta đã ngất đi vì đau sao? Người phụ nữ tóc đỏ đổ mồ hôi lạnh, lo lắng nói, hay là anh ta có khả năng ẩn giấu gì đó? Bất kể như thế nào đi nữa, anh ta nhất định phải bị giết. Thần sắc của ông lão tóc xanh có vẻ rất âm trầm. Ông lão nghiến răng nghiến lợi, những kế hoạch khác đang tiến hành rất thuận lợi. Chúng ta không được gặp bất cứ rắc rối gì ở nơi đây hết. Trong tiếng gào thét của anh, bất kể là đau đớn hay yếu đuối, cũng càng ngày càng có nhiều đóa đóa hoa chết chóc bay tán loạn trong không khí. Giữa những đống hoa lá rậm rạp, Lục Tân không cam lòng lấy ra thiết bị truyền tin. Hiện tại nhất định phải bắt đầu học tập sao? Ôm hy vọng cuối cùng, anh nhìn mẹ và nói, đây có vẻ như không phải là thời điểm tốt để học tập đâu. Vậy thì con đã sai lầm rồi. Mẹ anh tỏ vẻ rất nghiêm túc, thái độ học tập phải đúng mực. Bất kể là lúc nào, đó cũng là một thời gian tốt để học tập. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 705, Người Truyền Đạo 1. Tút 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 bí bo. Một chiếc máy kéo kiểu cũ chắc hẳn đã được chế tạo cách đây khoảng 30 năm trước. Hơn nữa nó còn được sử dụng trong suốt 30 năm mà vẫn tồn tại cho đến bây giờ thì đúng là kỳ tích. Đuôi xe phun ra những làn khói đen, dáng vẻ sập sệ trông có vẻ như có thể đổ nát bất cứ lúc nào, nhưng vẫn có cánh cửa màu đen được mở ra. Từ bên trong xe, một người mặc áo choàng đen nhảy xuống, duỗi cái thắt lưng sắp rụng rời, tay cầm lấy hành lý và một cái hộp nhỏ màu bạc. Sau đó hướng về phía ông bác lái xe đang ngồi trên xe, lòng bàn tay phải đặt ở chỗ trái tim, nhẹ nhàng khom người, cúi đầu. Đặc biệt lễ phép nói, cảm ơn người đã phái ta đi xa, ta tin tưởng Chúa của chúng ta sẽ ban cho người hòa thuận và bình yên. Ông bác lái xe nói, tôi không tin vào Chúa, tôi chỉ tin vào bản thân. Nếu như anh không đưa tiền xe cho tôi thì tôi sẽ đưa cho anh một con dao. Vừa nói, ông ta vừa lấy ra một con dao có vẻ như đã gì và vặn nó trong tay, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Vị mục sư mặc áo choàng đen hơi sững người, rồi mỉm cười. Sau đó, anh ta thành thật lấy trong túi ra tờ 20 đô la và đưa nó cho ông bác lái xe. Ông bác lái xe chộp lấy tiền, bỏ vào túi, sau lại cầm con dao lên, nói, cho tôi thêm 50 nữa. Vị mục sư hơi khó hiểu, không phải anh vừa mới nói 20 sao? Ông bác lái xe nhìn vị mục sư, lạnh lùng nói, vừa rồi chỉ có một mình tôi ở bên ngoài, nói 70 thì anh sẽ đồng ý đưa sao? Vị mục sư cười im lặng, còn bây giờ thì sao?
Ông bác lái xe suy nghĩ, bây giờ bốn đứa con trai của tôi đều ở ngoài đồng. Anh nói nếu tôi gọi bọn chúng một tiếng thì bọn chúng có đến không? Vị mục sư bất lực, lắc đầu với một nụ cười. Tôi đã giảng đạo trong nhiều năm, nhưng tôi rất ít gặp những người trung thực như anh. Nói xong, anh ta thành thật trả thêm 50 tệ nữa, rồi lại hướng về phía ông bác lái xe cúi người, sau đó quay lưng bước đi. Nơi anh ta đặt chân đến lần này là một thị trấn nhỏ, nơi có hàng nghìn người sinh sống, nó cũng được coi là một điểm tập trung khá đông người. Xung quanh được xây một bức tường cao bằng gai và dây sắt, vây thành một bức tường cao, ở giữa là một cánh cổng màu đen. Lúc này, ngoài cửa có hai chiếc ghế dựa rách nát, có hai người đàn ông gầy gò ngồi hai bên trái phải, đang chậm rãi hút một điếu thuốc và im lặng đánh giá anh ta. Gần đây chúng tôi không định đi xuất lương thực ra bên ngoài, cũng không có ý định nhập hàng. Ngày mùng năm có một cuộc tụ tập lớn, nhưng bây giờ vẫn còn rất sớm mà. Bây giờ anh đang làm gì ở đây vậy? Đến khi vị mục sư đã đi tới trước mặt hai người bọn họ rồi thì một người đàn ông trong số đó mới lười biếng ngồi thẳng lưng dậy, nhìn kỹ vị mục sư từ trên xuống dưới. Tôi không phải là người đến bán hàng. Vị mục sư đứng trước mặt bọn họ, mỉm cười niềm nở và nói, tôi là người tin vào đạo Chúa và tôi đến đây để truyền đạo. Ồ, hai người gác cổng nghe vậy thì ngay lập tức trở nên vui vẻ và cảm thấy rất là mới mẻ. Đã từng có rất nhiều người đến thị trấn này để buôn bán, giao hàng, thậm chí là tranh cướp đồ đạc, nhưng những người đến để giảng đạo thì đúng là rất hiếm. Nói nghe xem, tin theo đạo của anh thì sẽ có ích lợi gì? Người đàn ông ngồi bên trái chớp chớp mắt vài cái, đạo của anh có phát đồ ăn không? Người đàn ông ngồi bên phải cũng cười nói, hỏi cái này để làm gì chứ? Chủ yếu chính là anh ta xoa xoa bộ râu và nói, nhà thờ của các anh có bao nhiêu cô gái vậy? Có phải mặc nhiều quần áo không? Đối mặt với sự trêu chọc bất lịch sự như vậy, vị mục sư cũng không hề cảm thấy tức giận một chút nào cả. Vị mục sư vẫn mỉm cười và nói, nhà thờ chúng tôi sẽ không phân phát lương thực, nhưng chúng tôi cũng sẽ không làm cho các anh phải chịu cảnh đói khát. Chúng tôi thờ phụng Đức Chúa Trời mà chúng tôi tin tưởng, người dạy chúng tôi tránh xa tình yêu, và nó cũng sẽ làm cho chúng tôi không còn đau khổ vì tình yêu nữa. Điều chúng tôi theo đuổi chính là sự thật, và sự thật sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi sự vướng bận của dục vọng và có được sự bình an vĩnh viễn. Người đàn ông ngồi bên trái và người đàn ông ngồi bên phải liếc sang nhìn nhau và đồng thời gật đầu, đúng là kẻ lừa đảo. Những người mà không mang lại lợi ích thực tế nào thì cũng chỉ đều là những kẻ lừa đảo mà thôi. Đúng vậy, người dân xóm bên cạnh còn không có đủ quần áo để mặc đâu, mất công anh nói ra những lời lẽ tốt đẹp như vậy. Anh ta vẫy vẫy tay lên lại nói tiếp, thôi, đi đi thôi, cũng may trưa hôm nay tôi ăn không no nên không có sức để mà đánh người. Vị mục sư vẫn cười, nói, tôi đến từ miền Nam xa xôi, và tôi sẽ không rời đi đâu, tôi hy vọng có thể được gặp người lãnh đạo thị trấn này của các anh. Người lãnh đạo sao? Người đàn ông ngồi bên phải cười chế nhạo và nói, vậy thì anh có biết người lãnh đạo của chúng tôi so với chúng tôi lại càng ghét những kẻ lừa đảo hơn không? Người lãnh đạo của chúng tôi cũng không giống như chúng tôi ăn không đủ no đâu, lãnh đạo của chúng tôi ngày nào cũng có đủ sức để đánh người đấy. Vị mục sư vẫn mỉm cười. Chuyện đó không quan trọng, tôi sẽ làm cho anh ta hiểu được sự thật là như thế nào. Nói xong, vị mục sư thò tay vào túi, lấy ra một ít tiền giấy, dùng cách đầy kính trọng đặt vào trong tay hai người đàn ông đang ngồi. Tay phải của vị mục sư ôm ngực, cúi đầu nói, phiền hai anh rồi. Hai người gác cổng im lặng một lúc, sau đó nhanh chóng thu tiền, rồi nháy mắt nhìn nhau. Người đàn ông đang ngồi bên phải đứng dậy, sau đó đi đến bốt bảo vệ, nhấc điện thoại lên và bấm, báo. Chúng tôi ở đây có một người muốn vào gặp thị trưởng. Gặp để làm cái gì? Chuyển hàng. Anh ta nói có rất nhiều hàng hóa ở chỗ đó. Cho anh ta vào trong đi được rồi. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 706, Người Truyền Đạo 2. Sau khi bên trong đồng ý, hai người gác cổng vui vẻ cùng nhau đến chỗ vị mục sư đang đứng, trước tiên phải soát người trước. Vị mục sư vui vẻ đồng ý, giơ hai tay lên. Cả hai người kiểm tra khắp người anh ta, không có súng ống, cũng không có dụng cụ sắc nhọn nào như dao, thậm chí chiếc hộp cũng được mở ra.
Bên trong không phải là bom, chỉ có vài bộ đồ lót đã thay hoặc thứ gì gì đó. Có nhiều nhất chính là một vài tờ tiền giấy giấy nhăn nhúm được. Tìm thấy trong túi của anh ta, có vẻ như đây là anh ta sưu tầm, mà bọn họ không hề cảm thấy xấu hổ khi cướp lấy nó. Vào trong đi. Hai người đàn ông ra lệnh, chuyện còn lại sẽ không liên quan đến chúng tôi. Dù sao thì nếu như thị trưởng muốn hỏi thì chúng tôi sẽ nói là anh đang muốn bàn về chuyện vận chuyển hàng hóa. Cảm ơn, tôi hiểu được mà, sẽ không là liên lụy đến hai anh. Vị mục sư đồng ý, sau đó cầm chiếc hộp lên, thoải mái bước vào trong cổng sắt lớn. Trong một căn phòng bằng đá vô cùng vững chắc, vị mục sư đã gặp được thị trưởng của thị trấn này. Thoạt nhìn thì có thể thấy ông ta đến từ hiệp sĩ đoàn. Tuy rằng tuổi thị trưởng đã hơi lớn nhưng cơ bắp vẫn cuồn cuộn, quần áo không buộc chặt, lộ ra một bộ ngực đầy lông đen. Hai bên chiếc ghế sofa bẩn thỉu vẫn còn có vài người trẻ tuổi trợn mắt ngoác mồm. Trên mặt đều mang theo những vết sẹo đang ngồi đó, tóc chỉ còn sót lại một ít, ăn mặc đúng tiêu chuẩn của nơi hoang vu. Còn có ba thiếu nữ khoe chân dài đang nhảy cha cha năng động trên tấm thảm. Người muốn nói chuyện làm ăn gì? Thị trưởng mang vẻ mặt u ám nhíu mày đối với vị mục sư, nhìn cách ăn mặc của người, không giống như đang muốn nói đến chuyện kinh doanh. Thật ra, tôi là một người truyền đạo. Vị mục sư rất trung thực cười nói, tất nhiên, giảng đạo cũng có thể được hiểu là kinh doanh. Hãy giao linh hồn của anh cho tôi sẽ đem lại cho anh sự bình an vĩnh viễn. Đây là một công việc kinh doanh rất công bằng, phải không? Vẻ mặt của thị trưởng chợt lạnh xuống, ông ta buồn bực gãi gãi đầu rồi bỗng vẫy tay với hai người thanh niên hai bên. Giết đi, đừng lãng phí miếng thịt. Hai thanh niên ngồi trên sofa ở hai bên lập tức đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, nhìn vị mục sư như đang nhìn một con heo vậy. Chờ một chút, vị mục sư vươn tay cười, trước khi giết tôi, tại sao anh không thử xem qua một chút lễ vật của tôi? Nói xong, anh ta dùng hai tay cầm lấy cái hộp màu bạc và ra hiệu cho hai người thanh niên. Đôi mắt lạnh lùng của thị trưởng lạnh lùng đảo qua đảo lại, suy nghĩ một chút rồi ông ta ra hiệu cho ba cô gái. Sau đó ba cô gái đang nhảy múa vội vã chạy đến trước mặt ông ta, run rẩy chắn ở chính giữa ông ta và vị mục sư đó. Hai người thanh niên hai bên liền rút súng nhắm vào đầu vị mục sư. Bây giờ anh có thể mở hộp được rồi. Thị trưởng lười biếng nói, nếu như tôi không hài lòng với những thứ bên trong, tôi vẫn sẽ giết anh. Ông sẽ hài lòng thôi. Vị mục sư mỉm cười và nói, nhưng trước hết tôi có một câu hỏi. Xin hỏi, ông có thể trao linh hồn của mình để đổi lấy thứ gì? Thị trưởng cau mày, nói với hai người thanh niên ở hai bên, nếu không hay là các người không giết hắn đi, sau đó chúng ta tự mình mở chiếc hộp. Vị mục sư nghe vậy cũng có chút luống cuống, vội vàng nói, không, không cần, tôi sẽ tự mình mở nó ra. Lần này vị mục sư không còn kéo dài thời gian nữa, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống thảm, đặt chiếc dương bạc ở trước mặt và bật nút mở ra. Nắp dương từ từ bật ra, ánh mắt của vị mục sư sáng lên và anh ta thở dài một hơi. Sau đó, anh ta quay chiếc dương lại về phía thị trưởng. À, vào lúc này, dù là ba cô gái đang đứng chặn trước mặt thị trưởng, hay là hai người thanh niên đang vươn đầu nhìn vào trong hộp đều đồng thời phát ra một tiếng cảm thán, và ánh mắt của bọn họ dường như cũng sáng lên một vài phần. Rõ ràng trong hộp chỉ có một ít đồ lót đã thay và những đồ lặt vặt khác. Nhưng khi bọn họ nhìn vào bên trong hộp, bọn họ đều bị kích động đến mức chảy cả nước miếng. Tránh ra, tránh ra. Thị trưởng dùng sức kéo mạnh ba cô gái, như thể ông ta cho rằng họ đang chắn tầm nhìn của ông ta vậy. Đôi mắt của ông ta nhìn thẳng vào chiếc hộp, như hận không thể đem bản thân ẩn sâu vào đó vậy. Trong suốt quá trình di chuyển từ bàn sau ra trước chiếc dương, ánh mắt của ông ta không rời khỏi đó một chút nào cả. Ông ta run rẩy tiến đến gần vị mục sư và nói một cách hào hứng, cái này thực sự là dành cho tôi sao? Đúng vậy. Vị mục sư mỉm cười nói, chỉ cần ông bằng lòng tin vào Chúa của chúng tôi, thì những cái này đều là của ông. Ta sẽ tin. Thị trưởng gần như là quỳ trên mặt đất, ông ta vươn hai tay ra, dường như muốn chạm vào phía bên trong hộp nhưng lại không dám. Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ nói rõ điều kiện của mình. Vị mục sư nhẹ nhàng đóng nắp dương lại và nói, không phải chỉ có ông mới muốn thứ này đâu, thị trấn Tùng Sơn, thị trấn Hắc Thủy, thị trấn Bạch Đáp và thị trấn Thanh Hòa,
và cả hiệp sĩ đoàn. Tôi đã đến tất cả những nơi này. Tất cả bọn họ đều giống như ông. Khi bọn họ nhìn thấy những thứ trong dương và hứa sẽ đi theo Chúa của chúng tôi cũng đã hứa sẽ bỏ những thứ đó vào trong dương. Ông nói xem, tôi phải làm sao bây giờ? Thị trưởng nghe vậy thì đột nhiên đằng đằng sát khí, mặt mũi và cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo, nói, ta sẽ đi giết bọn hắn. Ồ, không cần phải làm như vậy đâu. Vị mục sư cười nhẹ, miễn là ông luôn sẵn lòng nghe lời tôi sẽ cho ông tất cả những thứ này. Dù sao thì, chúng cũng không phải là duy nhất. Tôi. Thị trưởng mở miệng, dưới da mặt của ông ta như có run đất đang chui vào, hung hăng nói, tất cả đều phải là của tôi. Cái này, vị mục sư giật mình một hồi rồi cười, vậy thì phải tùy vào biểu hiện của ông rồi. Sau đó, anh ta chậm rãi xoay người lại, nghiêm mặt, nói, tôi có hai việc cho ông phải làm. Thị trưởng nhìn chăm chăm vào anh ta, nói đi. Vị mục sư cười cười rồi nói, điều đầu tiên là người đàn ông lái máy kéo trong thị trấn của ông khi tôi vào đây. Ông già đó phải chết. Nghe nói ông ta có 4 người con trai, bọn họ cũng phải chết sao? Thị trưởng gật đầu liên tục và nháy mắt với hai người thanh niên hai bên, đi ra làm việc đi. Vị mục sư gật đầu hài lòng và mỉm cười. Điều thứ hai là tập hợp lại tất cả những người trong thị trấn của ông. Có thể cầm súng về đây đi. Tôi sẽ chỉ huy tất cả bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 707 Hòn Đảo Cô Đơn Trong Bóng Đêm 1. Báo cáo tiến độ mới nhất đi. Thành phố Thanh Cảng ngay lúc này, ở thành phố chính, tại phòng họp xử lý thông tin khẩn cấp của tòa nhà sở làm sạch ô nhiễm đặc biệt. Sắc mặt của Trần Tinh tái xanh, cô ta căng thẳng đến mức nắm chặt lòng bàn tay, đập mạnh vào một xấp tài liệu. Trước mặt cô ta, có một hàng người đang đối mặt với máy tính và một số thành viên của đội điều tra đang vội vã chạy tới với thông tin mới nhất, gần như là túm tụm lại với nhau. Sau khi Trần Tinh trừng mắt nhìn bọn họ một lúc lâu thì bọn họ mới vội vàng cuống quýt xếp thành hàng rồi báo cáo từng người một. Đội điều tra tiến vào thành phố Đại Sơn đến giờ vẫn không có tin tức gì. Đã liên hệ với mấy điểm tập kết khác gần thị trấn Vui Vẻ nhưng đều không có được tín hiệu đáp lại. Trong vùng hoang dã hôm nay không hiểu vì sao lại im lặng suốt. Hiện tại Thanh Cảng giống như là đã trở thành một hòn đảo đơn độc rồi. Ánh mắt của Trần Tinh hơi đỏ lên. Dường như cô ta đang muốn nổi giận, cô ta vội vàng nhắm hai mắt lại. Khi cô ta mở mắt ra lần một nữa, vẻ mặt của cô ta đã trở nên bình tĩnh trở lại và nghiêm nghị nói cho tôi biết về những số thông tin mà tôi chưa biết đi. Rõ, một người ngồi phía sau bỗng chen lên trước, anh ta mở tài liệu ra và vội vàng nói, sau khi nhận được tin báo là anh đơn binh cùng với mọi người. Đã chết thì đội giám sát đã sẵn sàng kích hoạt các công cụ giám sát ẩn đã được triển khai trước đó ở nhiều địa điểm khác nhau bên ngoài thành phố. Thông qua các thuật toán phép tính từ đó theo dõi các mục tiêu và xác nhận được là cánh đồng chết thực sự có tồn tại. Nói đến đây, anh ta hơi dừng lại một chút. Trần Tinh nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh ta, vậy còn sau đó thì sao? Người nhân viên báo cáo tiếp, dụng cụ giám sát ẩn giấu không hề có phản ứng khác. Không có phản ứng sao? Sắc mặt của Trần Tinh đột nhiên trở nên u ám. Làm sao lại có khả năng đó? Người nhân viên lộ ra vẻ mặt khó xử nhưng vẫn nói tiếp. Trước đây, để có thể theo dõi được tình hình xung quanh, chúng tôi đã thiết lập khoảng 10 điểm quan sát cực xa ở nhiều điểm tập trung khác nhau trong vùng hoang dã. Có điểm quan sát ẩn giấu ở những nơi đó thì đồng nghĩa với việc đó sẽ là những con mắt của thành phố Thanh Cảng. Nhưng sau khi chúng tôi liên lạc với các điểm tập trung khác nhau đó, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy những điểm tập kết đó đều không có phản hồi lại. Trong lòng bàn tay của Trần Tinh có một tờ giấy đã bị cô ta vo tròn lại như quả bóng. Cô ta hơi tức giận nói, cái nào cũng thế sao? Người nhân viên gật đầu, đúng vậy. Toàn bộ văn phòng đều trở nên im lặng. Bên ngoài thành phố Thanh Cảng, các điểm tập trung chính không chỉ là phần mở rộng của thành phố Thanh Cảng, mà nó còn là những con mắt của thành phố Thanh Cảng. Nhưng bây giờ, những con mắt đó lại không nhìn thấy được thứ mà những con người ở thành phố Thanh Cảng muốn thấy. Thay vào đó, nó còn mang lại cho bọn họ một mùi nguy hiểm. Tôi có chuyện muốn được báo cáo. Lúc này,
Một người nhân viên khác lại tiến lên, anh ta lo lắng nói, 5 phút trước, chúng ta đã bắt được một tín hiệu của đơn binh truyền ra ngoài. Sắc mặt của Trần Tinh bỗng trầm xuống, vội vàng cho người đem phát lại đoạn tín hiệu vừa thu được. Nhiệm vụ điều tra đã kết thúc, bây giờ tiến hành làm sạch. Tín hiệu này rõ ràng là cực kỳ kém, khiến cho giọng nói của Lục Tân trở nên mơ hồ không rõ và bị ngắt quãng. Toàn bộ phòng họp đột nhiên trở nên im lặng như tờ. Sau khi phát lại 2 vòng, có một nhân viên ngập ngừng nói, kết quả điều tra của đơn binh tiên sinh nói đến là gì? Anh ấy lại định tính toán thực hiện nhiệm vụ làm sạch thế nào bây giờ? Báo cáo này của anh Lục Tân, không, đầy đủ. Rõ ràng là cũng có rất nhiều người có cùng suy nghĩ như vậy. Trần Tinh hít một hơi thật sâu rồi liếc nhìn bọn họ một cái, nói, trong trường hợp tình huống như thế này, anh ấy nhớ được phải báo cáo về đã là rất khó để thực hiện rồi. Nói xong, cô ta đưa mắt về phía người nhân viên vừa báo cáo và nói, còn gì nữa không? Người nhân viên kia lập tức nói, sau khi nhận được báo cáo từ anh Lục Tân, Bộ Quốc phòng thành phố đã bắt đầu kích hoạt các mật vụ bí mật ở bên ngoài thành phố rồi. May mắn là, chúng tôi đã nắm bắt được một ít phản hồi cho thấy còn có một số người ẩn nấp bên ngoài vẫn ổn. Căn cứ dựa theo thông tin mới nhất mà bọn họ gửi về thì bọn họ đã tiến hành kiểm tra thị trấn Vui Vẻ rồi. Và ngay sau khi nhận được tin báo cáo của đơn binh, bọn họ đã phát hiện ra cách thị trấn Vui Vẻ 100 dặm về phía Tây có một lượng rất lớn tinh thần lượng cấp đã được bộc phát ra. Thông qua việc thu thập thông tin và tính toán về bức xạ xung quanh đó thì có thể phán đoán đại khái rằng ở trung tâm của nơi đó có ít nhất khoảng hơn 100.000 tổng số lượng cấp tinh thần. Sau khi tin tức này được báo cáo, cả phòng họp bận rộn bỗng trở nên im lặng như tờ. Bỗng nhiên có một người vô tình làm đổ chiếc cốc, tay chân trở nên vô cùng luống cuống. 100.000 lượng cấp tinh thần. Trần Tinh hít một hơi thật sâu, mãi một lúc lâu sau, cô ta mới thấp giọng nói, đối thủ là ai? Một người đàn ông mặc quân phục đi tới, đưa lên một bản tài liệu có đánh dấu bằng nhiều vạch đỏ. Anh ta nghiêm nghị nói, tôi đã nhận được bản tóm tắt từ nhiều thông tin tình báo gần đây bên phía Bộ trưởng Thẩm, cũng như các phân tích về động tĩnh lớn ở những nơi của người có năng lực. Hơn nữa, vừa có dấu hiệu hoạt động ở phía Bắc thì rất có thể đối thủ của những thành viên thành phố Thanh Cảng chúng ta là một đối thủ cũ. Giáo hội khoa học và công nghệ, trong nháy mắt phòng họp lại trở nên im lặng. Như tờ, có không ít người vừa nghe thấy cái tên này, lòng bàn tay không khỏi run lên một chút. Từ nãy đến giờ có người vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng lúc này dường như lại không thể kìm được nữa rồi. Người nhân viên kia lại tiếp tục báo cáo. Trước đó chúng tôi nhận được báo cáo của đơn binh về việc theo dõi người của hiệp sĩ đoàn thả bom tinh thần ở thành phố Thanh Cảng và đã tổ chức cho nhân viên thông tin chuyên nghiệp tiến hành phân tích. Mặc dù nội dung của báo cáo đó rất đơn giản, nhưng lại có thể thu được nhiều thông tin vô cùng đáng sợ. Chẳng hạn như không ai có thể đến gần khu vực giới hạn cấp S, nhưng những người của hiệp sĩ đoàn lại có thể ẩn nấp ở trong đó. Điều này cho thấy rằng người của hiệp sĩ đoàn biết nhiều về thị trấn Vui Vẻ hơn người của thành phố Thanh Cảng chúng ta. Đối với những lai lịch của những hiệp sĩ đó, Bộ Bảo vệ thành phố cũng đã bắt đầu điều tra và thu được một số thông tin quan trọng từ người sống sót duy nhất của hiệp sĩ đoàn lúc đó. Bọn họ chính là hiệp sĩ bên ngoài của Giáo hội Khoa học và Công nghệ, thường chịu trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ cho Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Tổng hợp lại thì có thể thấy được là Giáo hội Khoa học và Công nghệ từ lâu đã nắm được bí mật tự do ra vào thị trấn Vui Vẻ rồi. Như vậy, chúng ta có thể đưa ra kết luận sơ bộ. Đối thủ mà chúng ta đối mặt lần này là sự phối hợp giữa Giáo hội Khoa học và Nữ vương. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 708, Hòn đảo cô đơn trong bóng đêm 2. Bầu không khí trong phòng họp lại càng trở nên áp lực hơn. Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng họp lại đột nhiên bị đẩy ra. Một người phụ nữ mặc một bộ vest chuyên nghiệp bước vào. Tôi vừa nhận được thông tin tình báo mới. Cô ta nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu trước mặt Trần Tinh và thấp giọng nói, thị trấn Tùng Sơn, thị trấn Hắc Thủy, thị trấn Bạch Nê, thị trấn Thanh Hòa và các điểm tập hợp khác được các hiệp sĩ đồng thời phát hiện ra có điều gì đó khác lạ.
bọn họ đều đã tổ chức lực lượng vũ trang và ập đến khu vực của thị trấn Vui Vẻ. Những người ẩn giấu của chúng ta trong những điểm tập trung này không hề đưa lại bất kỳ thông tin có giá trị nào cả. Cho dù đã thông qua tần số chung để kêu gọi bọn họ đầu hàng nhưng cũng không hề được bọn họ đáp trả lại. Nói một cách đơn giản, những người lãnh đạo ở những điểm tập trung đó dường như đã bị điên hết rồi. Không khí trong phòng họp đột nhiên lại càng trở nên trầm mặc hơn. Không biết lúc này có bao nhiêu người đang nhíu mày rồi. Vùng đất hoang dã tăm tối đó, người chết bỗng nhiên sống lại. Sự điều động đột ngột của một đội quân sống, cả cánh đồng bí ẩn. Thành phố Thanh Cảng hiện tại đang phải đối mặt với điều gì vậy? Người sống, kẻ chết. Trần Tinh dường như đã muốn chết lặng đi. Thiết bị giám sát từ xa bị cắt đứt và nhiều điểm tập trung lại xuất hiện bất thường. Các điểm quan sát xung quanh thị trấn Hạnh Phúc và đội quân thu thập thông tin thì đều đã bị giết. Lúc này là một thành phố kín cổng cao tường thì hầu như tất cả tai mắt của Thanh Cảng ở bên ngoài đều đã mù, điếc hết rồi. Tổng hợp lại tất cả những tin tức nhận được thì bọn họ ngoại trừ phát hiện bên ngoài thành phố hiện tại đang có nguy hiểm ra còn lại những cái khác thì đều không biết một chút gì hết. Có tín hiệu của ông Tô truyền tới. Có người đột nhiên nhẹ nhàng nói nhỏ. Mọi người trong phòng họp liền vội vàng nhìn lên. Trên màn hình hiện lên một khuôn mặt tròn trịa tốt bụng, nhưng mà khuôn mặt này lại không có nụ cười thường ngày. Hiện tại trông có chút nghiêm túc và lạnh lùng. Ông ta nhẹ giọng nói, Đại tá Trần, tin tức mới nhất cũng đã chuyển tới tay tôi rồi, cô có thấy quen thuộc hay không? Quen thuộc sao? Khóe miệng Trần Tinh hơi giật giật, cô ta nói, 4 năm trước phải không? Toàn bộ phòng họp đều có vẻ yên tĩnh, chỉ có Trần Tinh mang theo chút tự giễu, cười nói, bọn họ tiến vào thành phố vệ tinh số 4 của thành phố Thanh Cảng một cách công khai như vậy. Truyền bá cái gọi là giáo lý phúc âm và chân lý của bọn họ, sau đó giở trò và đi đưa rất nhiều người trước mặt chúng ta. Chúng ta muốn làm việc gì đó nhưng lại phát hiện rằng bọn họ đã bị mắc kẹt trong cái chết. Cuối cùng, chúng ta lại chỉ có thể nhìn bọn họ bắt người đưa đi. Đó chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của chúng ta kể từ khi thành phố Thanh Cảng được thành lập. Trên màn hình, ông Tô nhẹ gật đầu. Vậy thì cô có đề nghị gì không? Nhất thời Trần Tinh nói không nên lời. Không nghi ngờ gì nữa, trong lòng cô ta đang có sự tức giận vô hạn, còn có một loại cảm giác không cam lòng, cùng với cảm giác nhục nhã. Nhưng cô ta cũng phải thừa nhận rằng, ngoài những điều này ra, còn có cả những nỗi sợ hãi. Đối mặt với sự hỗn loạn và im lặng kỳ lạ ở bên ngoài thành phố, Thanh Cảng thực sự đã trở thành một hòn đảo đơn độc. Vì vậy, là một hòn đảo, bọn họ có khả năng có thể làm được những gì? Trong khi Trần Tinh đang im lặng, thì ở văn phòng bên cạnh đang có 4 người yên lặng ngồi đó. Bích Hổ đang ngồi đầu vò đầu bứt tóc vô cùng xót xa. Tiểu Quỷ thì lặng lẽ mở chiếc cốc giữ nhiệt, cái miệng nhỏ nhấp ngụm rượu trong cốc. Một người đàn ông trông còn rất trẻ thì đang làm bài một cách nghiêm túc. Một người phụ nữ ăn mặc trang điểm vô cùng đẹp đẽ thì đang soi gương, tô son môi cũng rất nghiêm túc, lâu lâu lại mím môi một cái. Tôi thực sự không phải là không muốn đi. Bích Hổ khó chịu hồi lâu, suýt chút nữa bứt ra mấy sợi tóc đột nhiên ngẩng đầu lên. Gã ta không còn sợ Tiểu Quỷ nữa, gã nhìn thẳng vào người cô ta, thật sự tôi là người rất có nghĩa khí. Đội trưởng đã từng cứu tôi rất nhiều lần, sao tôi có thể mặc kệ anh ấy được chứ? Nhưng mà, vừa rồi tin tức báo cáo anh cũng đã nghe rồi đó, bên ngoài hiện tại không biết đang xảy ra hỗn loạn gì nữa. Ngoài giáo hội khoa học và công nghệ, còn có thêm vị nữ vương nữa, so sánh thì chúng ta cùng với những người có năng lực đó có khác gì người bình thường đâu. Chúng ta thật sự có thể sẽ chết đấy. Tôi tin tưởng vào thực lực của đội trưởng, mà anh ấy lại còn có người bảo vệ. Cho nên đội trưởng sẽ không sao cả. Ai dám gây rối với người nhà của anh ấy chứ? Chúng ta căn bản là không cần đi ra ngoài, chờ đợi ở đây là tốt nhất rồi. Căn phòng trở nên im ắng, không ai trả lời gã ta nữa. Mọi người vẫn đang làm việc riêng của từng người. Một lát sau, Tiểu Quỷ cũng cười lớn. Tiểu Hổ, nghe có vẻ như anh vô cùng tin tưởng vào anh đơn binh kia nhỉ? Cô ta vừa mở miệng, Bích Hổ lại giật tóc đau đớn. Nhưng lại có vẻ như anh không tin tưởng lắm. Tiểu Quỷ ha hả cười 2 tiếng rồi nói, nếu sự thật là anh tự tin như anh đã nói, anh cũng sẽ không phân vân việc có nên đi ra ngoài hay không như vậy. Bích Hổ nghe vậy thì có chút ngạc nhiên,
ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn về phía khuôn mặt như nguyên lòng trắng trứng của tiểu quỷ. Đại gia, vậy chúng ta phải làm sao? Trong một tòa nhà vắng vẻ cách bộ phận thông quan đặc biệt không xa, nhân viên phục vụ nhìn đứa bé ngồi thẫn thờ trên sofa có chút lo lắng. Kể từ khi mà anh chàng kia rời đi, Oa Oa vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa, xem quảng cáo trên TV dù không hề bật âm thanh. Về những tình hình ở bên ngoài thành phố vào lúc này, các cô đều đã nghe, nhưng bọn họ không dám nói với Oa Oa. Chỉ lặng lẽ, cứ lặng lẽ như vậy, cho đến sau khi ngồi một lúc lâu. Oa Oa đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm khuya trời mưa bay nhẹ. Sau khi yên lặng quan sát một hồi lâu, cô bé đột nhiên đứng lên. Sau khi mặc váy vào, đeo khẩu trang, mang giày và cầm lấy ô, cô bé nhìn thoáng qua căn phòng một lúc. Cô bé mang theo bữa tối của mình và một hộp bánh nếp chưa chạm vào. Rồi cô bé bước từng bước chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Không nói một lời nào, cô bé đi qua đại sảnh trống trải, rồi bước về phía màn đêm mù sương đang mưa nhẹ. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 709. Xem như đây là bài tập về nhà đi một. Thời điểm học tập cũng phải thật sự nghiêm túc. Mặc kệ có phải càng ngày có càng nhiều bông hoa chết chóc vây xung quanh chính mình hay không, cũng không quản ở trên cái vùng hoang dã này đang phát sinh cái gì. Bởi vì đây mới chính là thái độ học tập đúng đắn. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì có mẹ anh đang ở một bên nhìn. Cho nên, mục đích học tập lúc này đây chủ yếu chính là ở trên bậc thang năng lực tìm được vị trí của chính mình. Lục Tân âm thầm nghĩ như vậy. Khó trách lúc này đây anh cảm giác được hình như mẹ không phải thực sự tích cực cho lắm. Nguyên nhân chính là cảm thấy cơ hội học tập này rất khó mà hoàn thành được. Lúc trước ở trong cuộc họp gia đình lần thứ ba, Lục Tân đã quyết định rằng chính mình phải bước thêm được một bước nữa. Đương nhiên, chính bản thân anh cũng đã thật sự rất cố gắng rồi. Đối với lý thuyết liên quan tới 7 bậc thang, chính anh cũng đã đọc qua rất nhiều lần, thái độ này hẳn là đã tốt lắm rồi đi. Nhưng mẹ lại cho rằng như thế vẫn còn chưa đủ, lại tiếp tục thúc giục anh phải học tập. Như thế nào lại có cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm khi đang làm bài tập ở nhà vậy chứ? Ánh mắt của Lục Tân sâu kín nhìn thoáng qua mẹ, lúc này Lục Tân chỉ thấy được nụ cười ôn nhu và dịu dàng của mẹ. Lục Tân hiện tại chỉ có thể nhìn sang phía mẹ. Những đóa bông hoa chết chóc xung quanh cùng với những tiếng ca hát mờ ảo vô cùng linh hoạt và kỳ ảo. Tất cả giống như bị anh chặn trong một thế giới độc lập. Loại cảm nhận đột nhiên xảy ra này làm cho anh có cảm giác như không thể chịu được sự thống khổ, cũng muốn đột ngột biến mất, rời xa chính mình. Vậy thì nhìn xem đi. Vì thế anh lấy ra máy truyền tin ra, tìm lấy một khối đá, anh lau sạch sẽ rồi ngồi xuống. Sau khi gặp mặt tiến sĩ An ở viện nghiên cứu, Lục Tân biết được có sự tồn tại của lý thuyết về 7 bậc thang. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh cũng bắt đầu tìm tòi những tài liệu có quan hệ đến lý thuyết 7 bậc thang để xem và hiểu rõ hơn. Nhưng mà lý thuyết về 7 bậc thang này đều không phải là loại lý thuyết có thể khái quát về các cấp bậc A, B, C, D mà anh đã tiếp xúc với người có tinh thần biến dị. Cũng không phải dựa theo kích thước tinh thần lớn hay nhỏ mà để trực tiếp sắp xếp thứ hạng. Loại lý thuyết này cùng với 13 loại tinh thần thể có quan hệ và cũng cùng với 7 loại phương hướng dị biến bất đồng có quan hệ. Nó lại càng liên quan đến sự ổn định và phát triển khả năng của những người có năng lực. Đó là một hệ thống cấp độ tinh thần vô cùng rắc rối phức tạp và nó hoàn toàn mới. Trước đó Lục Tân có xem qua hệ thống của Oa Oa, anh xem đến mức chìm vào giấc ngủ luôn. Hiện tại thì nơi này xem ra cũng không tồi tệ lắm, ít nhất là ngủ không được. Mở ra cơ sở số liệu, Lục Tân tìm kiếm thông tin về 7 bậc thang. Sau đó, anh phát hiện ra một phần văn bản cùng với một ít tài liệu. Anh bấm vào phần tài liệu đầu tiên, cũng có thể xem nó là một bản tổng kết, và tiếp tục đọc theo phần mà anh đã đọc trước đó. Theo lý thuyết ở tài liệu này, từ bậc thang thứ 1 tới bậc thứ 7, chính là những bậc thang của con đường hướng tới thần. Một người mà đi qua được 7 bậc thang thì sẽ tiếp tục đi tới đỉnh của kim tự tháp và trở thành thần. Lục Tân không thể hiểu được những luận điểm lý thuyết phức tạp và sâu sắc trong đống lý thuyết này. Anh chỉ là đang cố gắng xem hết những phần lý thuyết mà mình có thể hiểu được.
và đầu tiên là phải xem từ những phần đơn giản nhất có giải thích về lý thuyết 7 bậc thang và phân biệt sự thay đổi giữa mỗi bậc thang là như thế nào đối với người có năng lực. Theo như lý thuyết này mà nói, mỗi bậc thang đều có sự biểu hiện riêng biệt cho chính nó. Biểu hiện của bậc thang thứ nhất, đó chính là tinh thần biến dị. Người bình thường đã bị ảnh hưởng và sinh ra biến dị nào đó về mặt tinh thần. Thường thường những người như vậy sẽ có hai cái đặc điểm như: một là sự gia tăng độ lớn về năng lượng tinh thần, và hai là về mặt tinh thần xuất hiện một loại tính chất đặc biệt nào đó. Loại tính chất đặc biệt này chính là cốt lõi năng lượng của những người đó. Mà người thường có loại tính chất đặc biệt này cũng đại biểu cho người này đã đi lên bậc thang thứ nhất và trở thành một người có năng lực phóng xuất tinh thần. Giai đoạn thứ nhất như là một cái tam giác gồm có 3 yếu tố mang tính quyết định. Một là tính chất đặc biệt, hai là năng lượng tinh thần, ba là tính ổn định. Năng lượng tinh thần quyết định khả năng phát huy tính chất đặc biệt của tinh thần. Tính chất đặc biệt ảnh hưởng tới sự ổn định của năng lực của người có năng lực. Tính ổn định lại quyết định trình độ khai phá năng lực của người có năng lực đó. Người có năng lực bị vây lại ở giai đoạn thứ nhất có lẽ sẽ có khả năng chênh lệch các cấp độ khác nhau từ cấp độ D tới cấp độ A. Ở giữa những người có năng lực cũng sẽ có các loại năng lực khác nhau. Bọn họ sẽ bởi vì cấp bậc khác nhau mà thể hiện ra sự chênh lệch năng lực rất lớn. Nhưng theo như lý thuyết thì bọn họ vẫn là ngang hàng nhau. Đối với giai đoạn thứ nhất, người thường chỉ biết đến đó là sự phân chia cấp độ từ cấp độ D tới cấp độ A. Người bình thường lý giải đối với chuyện tinh thần biến dị có phần không được đầy đủ, cho nên chỉ biết nhìn ra là ai có thể đánh được ai, ai có thể có năng lực phá hoại càng mạnh hơn thôi. Về phần cấp độ S, thật ra nó không ở trong những giai đoạn này. Bởi vì cấp S đại diện cho sự không có, mặt khác cấp S có thể được hình dung là không biết. Bất cứ người nào vượt quá khả năng có thể lý giải được của người thường đều là cấp độ S. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 710, xem như đây là bài tập về nhà đi 2. Lục Tân có chú ý đến bên trong phần lý luận trình bày về giai đoạn thứ nhất có thêm một số tài liệu được trích dẫn. Một trong số những liên kết được đánh dấu đỏ đó đều cùng hướng tới một loại phỏng đoán về các loại hình thái của năng lực. Như đã nói ở trên, từ sau khi phát sinh sự kiện mặt trăng máu thì có đủ loại người có tinh thần đột biến xuất hiện, mọi người cũng phản ứng lại từ rất sớm và bắt đầu tiến hành phân tích tổng hợp các năng lực của người đột biến. Trước sau cũng đã tổng hợp được trong bản ghi chép là có hơn 10 loại năng lực khác nhau. Nhưng trong bản ghi chép này còn lâu mới có thể tổng hợp đủ hết được. Bởi vì cũng không ai biết dưới mặt trăng máu còn có những loại năng lực nào khác còn chưa được tổng hợp vào bản ghi chép không, thậm chí còn không ai nhìn thấy được thì sao? Nếu như chỉ nhìn vào bản ghi chép thì cũng cần phải mất rất nhiều thời gian để có thể làm rõ ràng được trên thế giới này có tất cả bao nhiêu loại năng lực khác nhau. Nhưng nếu như nó được suy ra từ mặt lý thuyết thì lại có thể suy ra một cái phỏng đoán. Tất cả các loại năng lực đều được bắt đầu từ 13 loại tinh thần thể đặc thù. 13 loại tinh thần thể lại có thể đối với cơ thể người tạo thành 7 loại tác dụng khác nhau. 7 loại tác dụng này chính là 7 chỗ thiếu hụt của con người từ khi sinh ra. Phân biệt từ chỗ nông đến chỗ sâu là cảm giác, cảm xúc, dục vọng, nhận thức, bản năng, trí nhớ, bản thân. Tùy theo mỗi loại thiếu hụt mà mỗi một loại tinh thần thể ảnh hưởng tới mỗi người theo những cách khác nhau, đó cũng là một loại năng lực. Cho nên trên mặt lý thuyết thì trên thế giới hẳn là có thể tồn tại đến 91 loại năng lực. 91 loại năng lực này chính là bậc thang thứ nhất nếu dựa theo như lý thuyết 7 bậc thang. Và cũng chính là nền tảng của tòa kim tự tháp này. Bậc thang thứ hai trong lý thuyết 7 bậc thang chính là hiệu suất của một người có năng lực ổn định và cải thiện năng lực của người đó. Hiện tại những thành phố lớn kín cổng cao tường đều đã tìm được những phương pháp có thể dùng đến ngoại lực để củng cố tinh thần cho tầng thứ nhất của những người có năng lực. Tuy nhiên kiểu tăng cường nhờ ngoại lực này thường thường hay dẫn đến hiện tượng mất kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng sâu sắc hơn đến những người có năng lực vốn đã ổn định ở bậc thang thứ nhất. Vì vậy, sự ổn định của những người có năng lực ở bậc thang thứ nhất có thể bước vào bậc thang thứ hai là một trong những lợi thế lớn nhất của bọn họ. Cũng giống như Bích Hổ vậy,
Sự ổn định của gã ta khiến cho gã trở thành kho báu của rất nhiều nghiên cứu viên. Những người đặc biệt đều có mong muốn cắt một dao trên người gã. Mà đặc điểm của bậc thang thứ hai đó chính là sự phát triển năng lực. Ví dụ có thể thể hiện rõ ràng nhất đó vẫn là người có năng lực hệ người nhện. Hệ người nhện ở bậc thang thứ nhất chỉ có thể ảnh hưởng lên chính mình. Nhưng người có năng lực hệ người nhện ở bậc thang thứ hai thì lại có thể ảnh hưởng tới người khác. Thật ra Lục Tân có thể dễ dàng chấp nhận số lý thuyết này bởi vì anh đã có sự so sánh. Cách đây rất lâu anh cũng đã phát hiện ra người có năng lực hệ người nhện của em gái cùng với Bích Hổ có sự khác biệt nhau rất lớn. Bích Hổ đã phát triển năng lực của bản thân rất tốt. Về mặt năng lực thì gã gần như phát huy tối đa nên so với em gái anh sẽ mạnh hơn. Nhưng mà gã lại chỉ có thể làm cơ thể của bản thân vặn vẹo cũng như hoàn toàn khống chế được thân thể của bản thân. Nhưng em gái anh lại không chỉ khống chế được bản thân của cô, mà còn có thể thông qua việc tiếp xúc trực tiếp để khống chế cả người khác nữa. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người có năng lực hệ người nhện ở giai đoạn bậc thang thứ nhất và người có năng lực hệ người nhện ở giai đoạn bậc thang thứ hai. Mặt khác, các hệ năng lực khác có thể cũng khác so với người có năng lực hệ người nhện. Nhưng chỉ cần là bước tới bậc thang thứ hai thì khẳng định cũng sẽ xuất hiện một số khả năng khác phát triển hơn. Dự đoán lớn nhất bây giờ của Lục Tân tập trung chủ yếu ở trên hai người. Một người là Hạ Trùng, người còn lại đó là Trần Tinh. Năng lực của Hạ Trùng ở bậc thang thứ nhất có thể thông qua khế ước để bản thân cô ta tiến vào vực thẳm. Nhưng khi bước vào bậc thang thứ hai, cô ta lại còn có thể mang người khác cùng ra vào vực thẳm. Còn năng lực của Trần Tinh ở bậc thang thứ nhất chính là có thể thôi miên đối thủ đang ở ngay trước mặt của mình. Đến bậc thang thứ hai cô ta có thể phát huy năng lực của mình hơn. Có thể mượn thân thể của người bị thôi miên để thôi miên người khác ở một khoảng cách xa hơn mà không cần trực tiếp tiếp xúc. Điều này cho phép năng lực này của cô ta có thể triển khai năng lực một cách nhanh chóng ở khoảng cách xa hơn và rộng hơn. Lúc trước ở thị trấn Thủy Ngưu, cô ta đã từng thể hiện ra loại năng lực tương tự. Đây thực ra chính là biểu hiện khi năng lực đang ở bậc thang thứ hai. Chỉ là trong tình huống khi chưa được tiếp xúc với lý thuyết 7 bậc thang thì Lục Tân không thể nào phát hiện ra những sự khác biệt nhỏ này. Các bạn vừa nghe xong tập 71 của bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.